Galen, Đôi Trắng, Sutton và Sun là những người có mối liên kết kỳ lạ trong WannaBe. Chào mừng các bạn đang quay trở lại bằng hải tặc bên Red. Nếu các bạn đã xem kênh mình đủ lâu thì cũng hiểu được là mình phân tích rằng Tứ Hoàng Đôi Trắng có một vết sẹo do chính Galen gây ra. Ông ta đề cập nó chapter 434. Oda cũng hé lộ thân phận của Tứ Hoàng Xanh có mối liên kết với gia tộc Vigilant trong phim Red. Mặc dù ta chỉ đề cập là liên quan đến gia tộc Vigilant, nhưng trong đó thì Ngũ La tin tưởng rằng Uta là con gái ruột của Xanh. Điều này thể hiện Xanh và Galen có những mối liên kết nhất định mà nhiều người sẽ nghĩ đến việc họ là cha con của nhau trên rất nhiều điểm, ví dụ như phong độ, đẹp trai hay là kiếm thuật, rồi cùng xuất hiện trong biến cố Goverlight. Mình đã tìm thấy được rất nhiều dữ liệu mang tính kết nối khá tốt. Theo như truyền thuyết của người Do Thái, sẽ có 3 sinh vật thần thoại khổng lồ được đề cập trong kinh thánh. Thứ nhất là Behemoth, thứ hai là Leviathan và thứ ba chính là Zeus. Mình sẽ diễn giải cụ thể cho các bạn hiểu được những dữ liệu mình đã nghiên cứu được có sự kết nối với nhau đến không tưởng, và đặc biệt nhất là sinh vật đến từ năng lực yokai của Thánh Galen, người thay thế Thánh Satan để ngồi lên vị trí trưởng lão gần đây. Satan thật sự bị giết chết bởi Emu, và lão ta cũng từng xuất hiện trong sự kiện Godfly cùng với Đôi Trắng, Galen và Sinh Tóc Đỏ. Rất khó để các bạn tưởng tượng ra chuyện gì đang đến phải không nào. Nhưng trước hết thì mình xin cảm ơn bạn Nguyễn Văn Phát, bạn Đặng Đức Toàn donate qua Momo cho mình bạn Nguyễn Văn Thiện donate qua số tài khoản Vietcombank. Mình rất cảm ơn các bạn vì đó là động lực để mình không ngừng nghiên cứu các dữ liệu mới cùng với những giải thuyết thú vị cung cấp đến cho các bạn hàng ngày. Và như các bạn đã biết thì một YouTuber hơn 700.000 lượt đăng ký đã dừng cuộc chơi OneBe vì cơm áo gạo tiền. Bản thân của mình không tránh khỏi những vấn đề như vậy nên nhận được donate của anh em là một ly cà phê thôi cũng giúp mình phấn chấn hơn rất nhiều. Không gì dòng lòng thòng, mình sẽ vào nội dung chính của video lần này luôn anh em nha. Nếu các bạn xem kỹ lại chapter 1125, chapter đánh dấu cho sự thay đổi người cầm quyền trong chính phủ thế giới, Galen thay thế Satan, thì có một tiết lộ vô cùng quỷ dị. Mình gọi là quỷ dị vì tác giả Oda đã ẩn dụ hình ảnh sức mạnh của hai nhân vật Satan, Galen thông qua cuộc đối thoại của một tên thiên long nhân với vị đầu bếp. Các bạn sẽ thấy được trên áo của người đầu bếp này là 5 ngôi sao. Dĩ nhiên chúng ta sẽ khẳng định ông ấy là bếp trưởng hoặc đầu bếp cao cấp nhất ở thánh địa Medinjoy, và 5 sao là cao nhất rồi. Nhưng cái điều quan trọng hơn cần thấy, 5 ngôi sao là đại diện cho Ngũ La Tinh. Khi mà Galen bước lên nhận chức, thì lão gọi những người khác là các tinh lão đồng nghiệp, ám chỉ rằng vị trí điều hành chính quyền thế giới là những tinh lão, những ngôi sao được hiểu theo một cách gần gũi nhất như tác giả đã đặt tên cho từng vị trưởng lão liên quan 5 hành tinh. Và sau đó thì Thánh Satan, người đại diện sao thổ đã bị lộ bỏ, thay vào đó Galen, đại diện mặt trăng, đã quá rõ ràng. Chưa hết đâu, tiết lộ từ đoạn đối thoại đó cực kỳ quan trọng khi mà tên thiên long nhân bảo rằng đồ đầu bếp bất tài, tao gọi bò mà. Vậy chẳng phải ám chỉ rằng bò là tên bất tài hay sao? Nó trùng hợp với năng lực trái quỷ của Satan, vì lão ta là người sở hữu năng lực yokai Gyoki, một con quái thân nhện nhân đạo bò. Tên này gọi bò, nhưng bò không có. Nguyên nhân là do lương thực không thể vận chuyển lên thánh địa, bởi vì cuộc đột kích của quân cách mạng là do gặp phải chướng ngại đúng không nào? Satan cũng đã vướng phải chướng ngại tại Eth, là liên minh mũ rơm cùng với những người khổng lồ. Trong khi bốn vị trưởng lão trở về thánh địa thì Satan, cái đại diện cho bò, không thể nào trở về thánh địa vì địa bàn tàu đã hết. Nhưng sau đó tên thiên long nhân này còn nổi thèm, sợ lão lại miệng cá lên. Đây mới là mấu chốt quan trọng các bạn ạ. Cá chính là sự thay thế mà người đầu bếp này mang cho bò. Ông đã dùng cách ăn dụ để ám chỉ Galen thay thế Satan, tức là một con cá thay cho một con bò. Và cuối cùng thì tên long tinh này đã xử tử người đầu bếp bằng một phát súng. Còn ở phía bên kia, Satan cũng bị hạ gục bởi sức mạnh của Imsama. Và rõ ràng chúng ta cần phải cân nhắc rằng cá thay thế bò trong cuộc chơi Ngũ La Tinh và 5 ngôi sao trên áo người đầu bếp chính là phép ăn dụ tuyệt vời. Bò đi ám chỉ đến hình dạng yokai của Satan, thì cá cũng ám chỉ đến hình dạng yokai của Galen, không đâu khác đâu các bạn ạ. Mỗi vị trưởng lão đều mang cho mình một sức mạnh yokai từ các sinh vật vô cùng quỷ dị. Một con quái điểu Esomade có thân chim đuôi rắn, một con sâu cát với hàm răng đều như bắp, một con lợn bốn nanh có lớp da cứng như kim cương, một con ngựa cốt bị thối rữa phần thịt, và một con nhện đầu bò sử dụng kịch độc đã bị loại bỏ. Hãy ghi nhớ năng lực yokai của Thánh Galen có liên quan đến cá, vì bất cứ một vị trưởng lão nào cũng sẽ phải nhận ân huệ từ Imsama. Đó là cách để học bất lão cũng như bất tử trong hàng trăm năm. Vào 200 năm trước và hiện tại thì Satan vẫn là một lão già mà không bị chết đi. Đủ hiểu được Emu là cái ban phát sự sống vĩnh cửu cho họ và cả năng lực yokai nữa. Bây giờ, mình nghĩ các bạn cần nên lật lại trận chiến 38 năm trước, Goverlight, nơi mà có rất nhiều trái quỷ được sử dụng làm phần thưởng cho long tinh chiến thắng trong trò chơi săn người. Đồng thời cũng là sự kết nối tuyệt vời với các hải tặc mạnh mẽ nhất trên thế giới, trong đó có Râu Trắng. Như đã biết, trái quỷ đối với bọn long tinh chỉ là thú vui tiêu khiển, chúng không ăn nó mà cho cái nô lệ của mình ăn để giải trí. Chị em nhà Boa Hancock là ví dụ điển hình nhất. Hai trái quỷ được xác nhận trong số 6 rừng kho báo chính là Nikeo Nikeo no Mi tay gấu và Uo Uo no Mi trái rồng xanh. Vậy thì sẽ còn đến tận 4 trái quỷ nữa chưa biết tên. Và các bạn thấy được khi mà Ivankov lấy được trái Uo, binh mâm lao đến tấn công cậu ta, chiếm đoạt trái quỷ, chứng tỏ được mục đích của các thành viên trong băng rock là trái quỷ chứ không đâu khác. Râu Trắng thời điểm này chưa được xác nhận đã có trái quỷ hay chưa. Nhưng sau sự kiện này thì chúng ta thấy Râu Trắng dùng trái Gira Gira no Mi, một sức mạnh chấn động có khả năng phá hủy cả thế giới theo như lời kể của người khác.
Cũng trong trận chiến của Valet, chúng ta cũng biết Sam được nhặt trong một chiếc rương khai báo. Anh ta có một mối liên kết với gia tộc Vigeland được tiết lộ từ Tết Gia Oda. Như vậy thì Galen, Râu Trắng và Sam cùng xuất hiện ở đây. Râu Trắng đã dính một vết sẹo từ Galen để dẫn đến cảm thấy vô cùng tức tối mỗi khi nhìn thấy mặt của Sam tóc đỏ. Ông ta liên tưởng đến diện mạo của Galen 38 năm trước. Giờ thì các bạn hãy liên kết với phần mở đầu mình đã đề cập. Sinh vật đại diện cho tứ hoàng Râu Trắng là một con cá voi trắng, chính Tết Gia Oda đã xác nhận trong vai kẹt. Và các bạn cũng thấy được tầm Moby Dick của vị tứ hoàng này có hình dạng con cá voi. Trong tác phẩm cùng tên Moby Dick của Herman Melvin, nhà văn này đã mô tả một sinh vật được ví như con cá voi khổng lồ, chính là quái vật Leviathan trong Kinh Thánh. Rõ ràng thì các bạn cũng thấy được Tết Gia Oda để mượn tên Moby Dick, một tác phẩm nổi tiếng đặt tên cho con tàu của tứ hoàng Râu Trắng, nhằm làm dữ liệu gợi nhớ đến sinh vật cá voi được ví von như Leviathan. Vậy thì Leviathan là gì? Theo như mô tả, Leviathan trong Kinh Thánh là một loài sinh vật thần thoại. Trong nghiên cứu ma quỷ thì Leviathan là một trong bảy hoàng tử địa ngục, là tội đồ của đố kỵ và ganh tị, canh giữ cổng địa ngục. Và trong kinh Do Thái, nó được mô tả như sau: đừng bao giờ hy vọng có thể chế ngự được Leviathan vì nó quá mạnh. Leviathan có hàm răng vô cùng đáng sợ với bộ vảy xếp kính trên lưng như tấm khiên giáp chắc chắn. Đôi mắt của nó cháy rực và lấp lánh như ánh bình minh, hơi thở đầy lửa và có thể làm biển sôi sục. Da thịt Leviathan cứng như đá, không một loại vũ khí nào có thể xuyên qua, nó là vua biển cả. Xét theo góc cạnh của Quan Bì, Tết Gia Oda xin mượn hình tượng của sinh vật Leviathan thần thoại này, nếu có, áp dụng cho Thánh Galen chứ không đâu khác nữa cả. Trước đây, mình có tìm thấy được một loài yokai có liên quan đến mặt trăng là Katsura Otoko, nhưng xem xét kỹ lại hình thù của yokai này không rõ ràng, không phổ biến, nên Tết Gia Oda không dùng nó cho tác phẩm kinh điển của mình. Mà sự kết nối tương xứng hơn sẽ là hình tượng từ tứ hoàng Râu Trắng, khi máy gợi nhớ về Galen từ vết sẹo của Sam. Và sau đó mình tìm hiểu kỹ hơn về các câu chuyện mang tính thần thoại của Râu Trắng để suy ra được Galen thực sự là yokai gì, và nó chính là Leviathan. Có khả năng 38 năm trước, Râu Trắng đến Gốc Valley đánh cắp trái quỷ Gura và ăn nó, nhưng ông vấp phải sự ngăn cản của Galen và cả hai đã xảy ra trận chiến ác liệt. Cuối cùng thì Râu Trắng bị trọng thương, một vết thương khiến cho ông ấy cảm thấy đau nhói, thì đồng nghĩa khả năng sức mạnh của hai người đâu đó là ngang nhau, có sự tương quan nhất định về cách mà Tết Gia Oda xây dựng hình tượng nhân vật. Leviathan là một sinh vật thần thoại giống như cá voi mà Râu Trắng đại diện. Được mô tả cụ thể trong tác phẩm Moby Dick, cái tên đặt cho con tàu của vị tứ hoàng này cũng tức là Leviathan, được xếp hạng vào cá nếu như là yokai sống dưới biển. Lúc này các bạn hãy liên tưởng lại câu nói của tên Thiên Long Nhân kia: vua biển hay hải thú biển cũng chỉ là những con cá tiến hóa từ các hình dạng khác nhau tồn tại trong thế giới One Piece, giống như kiểu chúng được lai tạo từ cá và các sinh vật khác trên cạn như là mèo chẳng hạn. Nếu Tết Gia Oda xếp cái son thần thoại của Kaido và loại Uo trong tiếng Nhật nghĩa là cá chứ không phải Ryu là rồng, thì một sinh vật giống rồng khác sẽ được xếp vào cá, đó chính là Leviathan mình muốn đề cập. Câu chuyện này chưa dừng lại ở đó, mà còn có cả Râu Đen và Sam Tóc Đỏ. Kinh Thánh có nhắc đến ba sinh vật thống trị đại dương, mặt đất, bầu trời. Leviathan là đại dương, thì Behemoth là mặt đất. Behemoth theo lý thuyết là một hình tượng của một con hà mã có cặp ngà voi. Sinh vật đại diện cho Behemoth chính là Râu Đen, bởi vì trong vai kẹt, Tết Gia Oda xét nhận sinh vật tượng trưng cho hắn là con hà mã. Còn Sam sẽ là sinh vật thống trị bầu trời, mang tên là Zeus. Zeus được mô tả có hình dạng giống Ri Phong, với đầu đại bàng mình sư tử. Anh ta cũng đã sử dụng thanh kiếm Ri Phong để thể hiện tính kết nối lớn. Oda còn gợi ý rằng Sam giống như một con sư tử trong vai kẹt. Ba thế lực này có sự kết nối mật thiết với nhau trong thế giới One Piece. Galen hiện tại là một trong những người điều hành tối cao nhất. Râu Đen muốn nhắm vào danh hiệu vua thế giới, còn Sam thì đảm bảo sự hòa bình cho thế giới. Họ điên tập ra những cuộc cạnh tranh nhất định, là ba thế lực nắm chùm, nhưng chắc chắn sẽ không thể nào tồn tại cho đến khi One Piece kết thúc. Nếu Galen là thế lực phản diện, thì Râu Đen cũng như thế. Chỉ khi hai thế lực này bị loại bỏ, thì thế giới mới đảm bảo được sự hòa bình như Sam mong muốn. Tuy nhiên, cái giá phải trả cho sự hòa bình đó là Sam, người mang thế lực so sánh tương đương với hai kẻ phản diện kia, cũng sẽ rơi vào tình trạng đối mặt với diệt vong. Và đây là các dữ liệu mình nghiên cứu được và muốn chia sẻ đến cho các bạn trong video này. Một phần tiết lộ về hình dạng yokai của Galen để cho các bạn hiểu rõ hơn về Leviathan. Cảm ơn các bạn đã xem đến đây. Đừng quên đăng ký kênh ủng hộ cho mình và donate nếu có thể để tiếp thêm động lực cho mình trong những video sau nha.